tiếp tục là ngày 23 tây tháng 4 2022, đài Phương Linh Mỹ Tho cùng với dì Tư. Đó, dì Tư đây. Dì Tư. Đó, dì Tư kỷ niệm mình đi Đà Lạt. Chị Dân. Hai vợ chồng chị Quanh. Quanh, thấy quá. Hồi nãy giờ vợ đi lạc, hồi nãy giờ chồng chụp hình tụi tôi quá trời quá đất luôn. Đây. Đẹp quá. Nó nghe đi 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 lại sân khấu chụp hình nữa kìa Tư. Đẹp quá.